Chào anh em nhá. Chào mừng anh em đến với lại kênh YouTube của shop bán hàng online chuyên nghiệp nhá. Shop Tân Ánh Ngọc Ánh này, đến từ Nhà Nam Tây Yên Bắc Giang nhá. Shop phụ kiện đồ chơi PCP, shop phụ kiện sân bẫy nhá. Ống nhòm quan sát, ống nhòm du lịch, ống nhòm tìm ong nhá. Như các bác quan sát đây. Ống nhòm vừa mới về một lô hàng rất là nhiều. Giới thiệu chi tiết cho các bác là cái ống nhòm hàng cao cấp bút xi. Tôi sẽ lấy một cái cho các bác xem nhé. Đây là vỏ bao bì của nó này, hàng cao cấp bút xi. Thông số của nó thì đây, bút xi 20 x 50 nhá. Thì đối với cái mẫu này giá của nó là hơn 1 triệu nhá, hơn 1 triệu. Đây. Phụ kiện đi theo thì sẽ có là đây, cho các bác xem hết đây, đây là hết vỏ đây này, cái bóng đựng này. Phụ kiện đi theo này, khăn lau này, dây đeo này, catalog hướng dẫn này, catalog của nhà sản xuất này. Đây là cái phần túi đựng ống nhòm, thì các bác thấy này, túi bằng da khá là cao cấp, chắc chắn. Ở phía trong lại còn túi bóng bọc nữa nhá. Bóng bọc nhỏ đây, bóng hút ẩm này. Bản thân cái túi này thì đã có sẵn dây đeo rồi các bác. Dây đeo này các bác phải tuôn dài hơn. Dây đeo này cực kỳ chắc chắn, bản to nha, bản to rất là chắc chắn này. Đấy nha. Thì đây là phần chính, đó là cái ống nhòm. Ống nhòm này các bác quan sát này, nó là bút xi, hiệu bút xi này. Thông số của nó là 10 x 50. Nói chung là cái hàng này ấy, là cái hàng nó đã mặc định tích sẵn cho mình rồi. Cái này cái chắn bụi phía trước thôi. Cái này chắn bụi đằng phía chắn bụi phía ống kính này. Đây chắn bụi phía ống kính. Thì cái này các bác khi các bác nhòm ấy, các bác chỉ cần quặp xuống hoặc ngả ra để cho cái khoảng cách này, cái cự ly mắt này nó phù hợp với mắt của các bác thôi nhá. Còn ngoài ra không phải chỉnh thêm. Ở trên này ấy, nó có một cái vòng chỉnh được nữa. Thì sau này các bác dùng quen rồi thì các bác chỉnh thì nó có thay đổi một chút, nhưng mà cơ bản này là sẽ không cần phải chỉnh. Còn phía dưới này là chỉnh, gọi là chỉnh cái tiêu cự nhìn, mắt cận hay mắt không cận thì các bác để mặc định của nó là để dấu không, để dấu chấm này, là mở dấu không này. Cái này là cả hai mắt đều chỉnh được các bác nhé, cả hai bên. Thứ này chỉnh theo mắt cận hay mắt không cận, theo cái độ nét, theo cái tiêu cự của mắt mình. Bình thường cứ để dấu chấm này trùng với dấu không này nhé, là các bác đưa lên các bác quan sát thôi. Đối với cái mẫu này ấy, thì nó là hàng cao cấp. Các bác mà quan sát ong ấy, nhìn thấy con ong thì nó khoảng 250 đến 300 mét các bác còn nhìn thấy con ong. Còn mà các bác mà quan sát phong cảnh ấy, phong cảnh thì có thể quan sát được mấy cây số, ảnh rất là trong, rất là nét. Thì cái này mà quay được qua cái ống kính này thì nó sẽ hơi khó quay. Còn các bác mà nhận được hàng này rồi thì có quyền móc ra xem và kiểm tra và nhìn thử, thì đảm bảo là các bác rất là ưng ý, không phải chê điểm gì nhá. Ở trong này nó còn có cả cái dấu đánh dấu để tính cái chiều cao tọa độ nhá. Đấy, cái này thì để cho các bác đi quan sát tìm ong thì nó là cực kỳ rồi nhá. Mẫu bút xi hàng cao cấp đây các bác thấy này, số lượng hàng về rất là nhiều. Giá của nó thì bây giờ giá hiện tại thì shop đang bán là 1,6 triệu cho cái ống nhòm này. Còn nhiều khi mà sau này hàng có rẻ đi hoặc là lên xuống thì shop sẽ báo giá trực tiếp, mà cái lúc các bác alo nhé, lúc các bác alo thì các bác alo trực tiếp lên số điện thoại trên màn hình thì sẽ nhận được cái giá hiện tại và cái giá tốt nhất, và nhận được cái sự tư vấn nhiệt tình chu đáo nhất từ đội, từ anh em trong tổ bán hàng cho các bác nhé. Thì giá hiện tại tôi thông báo bác là giá là 1,6 triệu hàng ống nhòm bút xi. Thì cái này nói chung là tôi đã bán mấy năm nay rồi, và rất nhiều các loại ống nhòm, nhưng cái ống nhòm này thực tế tôi nhìn thì rất là ưng ý ở cái chỗ là hình ảnh nó trong, nó nét, nó không bị lóa, không bị rung nhé. Thế còn tiền nào của đấy thôi các bác nhé. Đấy, cái này thì anh em dùng phản hồi rất là tốt cho cái mẫu ống nhòm này. Thế còn cũng phải chia sẻ thêm với các bác, đây nó là hàng công nghệ. Hàng công nghệ có nghĩa là bây giờ mình dùng cái này mình có thể mình nhìn tới được cả 1000 mét, cả cây số, cả 2 cây số thì nó hàng công nghệ. Hàng công nghệ thì các bác dùng thì các bác phải tinh ý, phải biết dùng một chút.
Chứ còn một số các bác này không để ý, không cả biết dùng, đưa lên nhìn nó lóa, bảo là nhìn sao là ảnh nó lại lóa, hai ảnh nó nhập là một, hay nhìn thấy hai ống. Thì các bác phải biết là căn chỉnh cái khoảng cách này, rộng hay hẹp để cho phù hợp này, và căn thẳng các cái mí mắt của mình, nó nhìn vào đây cho nó cân, làm sao cho nó thấy được ảnh nét nhất, đẹp nhất thì các bác để lại. Bây giờ các bác cứ dí sát vào đây, các bác nhìn thì làm sao mà thấy được. Thế còn cái ống nhòm này đảm bảo các bác là tôi đã va rất là nhiều rồi, cái này là cái ưng ý nhất như là tôi gặp được, và cái giá tiền nó hợp lý, nó 1.600.000 nhé. À, đây là nói riêng là cái mẫu ống nhòm Bussi. Rồi, xin cảm ơn các bác nhé. Thế còn hàng Bussi này nó có hàng cao cấp hơn một chút, thì clip sau giới thiệu cụ thể cho các bác. Rồi, cảm ơn các bác, hẹn gặp lại các bác trong cái clip giới thiệu sản phẩm sau nhé.